Hello tất cả các bạn đã đến với kênh Audio 17. Thì ngày hôm nay với những cái lên sóng cho tất cả các bạn một cái lô đẩy. Thì thực ra là cái lô đẩy này nó cũng đã về cửa hàng anh em cũng đã livestream cũng như là cũng đã có những cái video nói về cái dòng đẩy này khá là nhiều rồi. Đấy thì dòng đẩy này nó là một cái dòng đẩy sử dụng mạch LA các bác nhé. Dòng mạch LA, một con đẩy MIA với cái model của nó là MA8000+. Thì với cái con đẩy này nó sẽ cho tất cả các bác một cái công suất khá là ấn tượng. Đó là công suất của nó sẽ là 800W cho một kênh. Thì với con đẩy này mà sử dụng mạch LA, đặc biệt là trên những cái được trang bị những cái mạch LA là một cái dòng mạch khá là khỏe khoắn và bền bỉ luôn. Đấy. Thì có những anh em vẫn nói vui là đẩy khỏe thì rất là trâu bò, đúng không ạ? Nhưng mà đó là chỉ là những câu nói vui thôi. Còn thực ra mà nói thì con đẩy này là một cái dòng đẩy sử dụng một cái dòng mạch LA, là một cái dòng mạch khá là lành. Và con này nó cũng sử dụng giống như những cái dòng mạch của con MOF. Đấy, cái mã MD2006-2008. Và hiện tại cửa hàng bên em về một số lượng rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại trước mặt tất cả các bác đây cũng có khoảng còn 7-8 con thôi. Đấy, thì em vẫn sẽ lên sóng cho tất cả các bác để biết được. Thì có rất là nhiều khách hàng hỏi là tại sao mà cửa hàng em thấy lên sóng cái dòng đẩy mạch LA nhưng mà chưa thấy em lên sóng. Thì thực ra mà nói thì tại vì những cái dòng đẩy này thì em cũng đã live stream, em cũng đã nhắc qua rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Chứ không phải là không nói qua. Thì để trước tiên em sẽ cho tất cả các bác cùng xem qua cái dòng đẩy này. Thì con đẩy này nó là một cái dòng thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Đấy, giờ nó là một cái cùng công ty với cái dòng Sotanda đấy. Đó là một thương hiệu của Mỹ. Thì tất cả những cái con đẩy này hay là những cái dòng loa em vẫn nói rõ nguồn gốc xuất xứ luôn cho tất cả các bác luôn. Đây là cái dòng đẩy dòng này Tectory from USA, tức là nó được sử dụng và được sử dụng công nghệ của Mỹ các bác nhé, và made in PRC. PRC tức là nó sẽ là của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là sản xuất tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa các bác nhé, hoặc là made in China thì nó sẽ là giống nhau. Ok chưa ạ? Nói rõ ràng tất cả bác luôn chứ không có vấn đề là ở đây là made in USA đâu bác nhé. Đây là made in PRC. PRC là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tectory from USA. Con này được sử dụng toàn bộ công nghệ của Mỹ luôn. Ok chưa ạ? Và với cái dòng đẩy này, với cái dòng đẩy mà dòng đẩy MIA này, một dòng đẩy MA8000+, thì cho công suất là 800W một kênh. Thì con này em không nói về loa, em không nói về loa. Nếu như mà đánh loa thì bác chơi cho em 2 cặp 30, 1 cặp 30, 1 cặp 40 chơi thoải mái luôn. Ok chưa ạ? Còn riêng mà để nói về con này mà để đánh súp thì nói là nó quá căng và đánh rất là thoải mái luôn. Con này không phải suy nghĩ một cái gì hết các bác nhá. Đây là ngoại hình thiết kế bên ngoài, có hai lỗ thông hơi phía trước. Đấy, hai lỗ tản nhiệt phía trước nhìn thiết kế khá là đẹp luôn, đúng không ạ? Tay nắm này là dạng phay nhôm hết các bác nhá. Mặt cũng phay nhôm luôn, kết hợp trên cái nền màu hồng phấn và màu đen, kết hợp rất là đẹp luôn. Đấy, dạng cái đây là một dòng size, phải nói là size nó chiều sâu, nó sẽ rất là sâu. So với những cái dòng đợi size vừa, size ngắn thì con này sẽ to hơn, nặng hơn và hầm hố hơn rất là nhiều. Đây là phần phía trước này các bác này. Sử dụng 2 chiếc baby nhá. Đấy, sử dụng 2 chiếc baby. Đèn ASTI này, đèn Protect, đèn Signal và đèn Clip đầy đủ hết cho tất cả các bác. Và sẽ báo lỗi tất cả những cái ví dụ gặp vấn đề sẽ trên đèn này sẽ báo cho hết cho tất cả các bác luôn nhá. Đây là những thông số cơ bản nhất ở trên những cái con đợi này. Và em sẽ cho tất cả các bác cùng xem ở phía sau của con đợi này. Thì con đợi này nó có một cái rất là hay. Hay ở đây là gì? Tức là bác sẽ đánh vào cái giải LF này, tức là bác sẽ cắt sấp được trên này luôn, cắt sấp được trên con đợi này luôn các bác nhá, cực kỳ là độc đáo luôn. Khi mà các bác gạt qua LPF thì cái loa của bác lúc đó là nó sẽ đánh ra một cái tiếng, lời vẫn sẽ có một tí lời nhẹ nhưng mà lúc đó sẽ ra tiếng bát, lúc đó sẽ đánh ở giải thấp các bác nhá, gần như các bác sẽ không nghe tiếng tép là nếu như các bác gạt qua cái LPF này. Tức là nó sẽ cắt được cái giải sấp cho tất cả các bác luôn. Thay vì ví dụ như các bác cắt sấp vào đây, đúng không ạ? Các bác sẽ cắt sấp trên vang. Thì hiện tại gần như là trên con vang nào nó cũng sẽ xử lý cái vấn đề cắt sấp cho tất cả các bác rồi. Và con đẩy này nó có một cái độc đáo là như vậy này. Ví dụ như bác nào sử dụng con vang cơ đi, đúng không ạ? Sử dụng con vang cơ, cái độ cắt sấp của nó chưa được chuẩn, hoặc là các bác cắt vẫn chưa đạt được cái ngưỡng mình mong muốn, thì các bác có thể sử dụng ngay trên con đẩy này, các bác cắt sấp luôn giúp em, gạt qua LPF các bác sẽ cắt sấp ok luôn các bác nhá. Độc đáo cực kỳ luôn. Và cái con đẩy này thì chắc chắn rồi, nó sẽ có xích te này, mono này, mono, hay là các bác có thể chơi là hay con gọi là những con đẩy sẽ là Paranel đấy, là con này nó sẽ là lấy tín hiệu của hai kênh. Và Bright con này đánh nó công suất của nó lên tới 1600W một kênh thì đánh quá là kinh khủng luôn. Đấy, còn nếu như mà quả này các bác có thể chơi cho em một quả sấp kép vẫn thoải mái này, hoặc nếu như mà các bác
nhà bác đang có hai quả sấp đơn, mà các bác tìm những cái con đợi để có một cái giải pháp đánh cho cái quả sấp của bác căng. Nghe tiếng lúc nào cũng căng tròn luôn nhá. Thì bác chơi cho em một con đợi này, chơi hai quả sấp nhẹ nhàng luôn. Ok nhỉ. Và đây là cái nội thất phía bên trong, các bác nhìn được cái nội thất phía bên trong và các bác sẽ mê ngay. Con này sử dụng nguồn là nguồn 22 các bác nhá. Nguồn 22 em sẽ nói qua cái nguồn này trước, nguồn 22 và con này có cả cái bộ cái vành khử nhiễu cho tất cả bác luôn này. Đây, vành khử nhiễu nhỏ như vậy thôi nhưng mà góp phần rất là hữu ích cho một con đợi của mình các bác nhá. Trong quá trình các bác sử dụng này, trong quá trình các bác sử dụng và vấn đề về xung điện này thì các bác sẽ không còn phải lo ngại về cái vấn đề bị meo tiếng nữa. Ok chưa? Và con này mà đánh loa thì quá là khỏe rồi, không lăn tăn rồi, sấp mà nó còn chơi được cả hai quả thì loa là không là ý nghĩa gì với nó cả. Ok chưa? Đấy, nguồn rất to quá nhưng nguồn 22 vành khử nhiễu. Vành khử nhiễu luôn, ok chưa? Và con này sử dụng lên tới 2 4 6 8 là 32 sò. Đấy, chạy bo phét và có bù áp luôn cho tất cả các bác luôn nha. Con này có bù áp cho các bác nhá. Các bác chơi hoàn toàn yên tâm luôn, không phải suy nghĩ một cái gì hết. Và con này sử dụng lên tới 20 con tụ. Đấy, 20 con tụ. Mỗi con tụ là 3300 microfarad. Ok chưa? Và con tụ này là con tụ 85V. Đấy, con này tức là con này khi mà các bác có thể đánh dư con này, tức là các bác đánh có thể dư công suất cho được nữa. Đấy, nhà sản xuất họ trên thông số là trên này. Các bác có thể nhìn vào những cái dây nguồn. Đấy, và các bác sẽ tính được ra cái dòng mạch và tính được ra cái công suất của làm việc của con đợi này. Và con đợi này nó có thể đánh dư công suất cho tất cả bác được, có nghĩa là cái vượt ngưỡng của nó sẽ là hơn 800W một kênh. Đấy, ok chưa ạ? Các bác nhìn đây đây, những cái bo mạch nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, những cái bo mạch nhìn rất là đẹp, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Bên này là 18 sò và bên này là 18 sò 2 4 6 8. À bên này là 16 sò và bên này là 16 sò. Tổng của nó là 32 sò cho tất cả bác. Thì thực ra mà nói này, với những con sò này, các bác mà đếm sò thì thực ra nó cũng không quan trọng lắm. Tại vì thực chất ra mà nói những con sò này nó chỉ là mục đích của nó là gì ạ? Nó chỉ là dùng để khuếch đại âm thanh. À, nó không có liên quan tới quá nhiều về cái vấn đề công suất của tất cả các bác. Được chưa? Đấy, nếu như bác nào đang quan tâm yêu thích cái dòng đợi này thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại ở phía dưới màn hình. À, con đợi này hiện tại đang bán là 5.500.000 đồng cho một con các bác nhá. Và hiện tại X7 đang hỗ trợ tất cả các bác những cái ưu đãi rất là tốt. Ví dụ như bác nào đặt hàng cho em trong ngày hôm nay em sẽ hỗ trợ bao ship cho tất cả các bác luôn. Được chưa? À, rất là thoải mái, tức là 5.500.000 em hỗ trợ bao ship. À, nhưng mà em chỉ hỗ trợ bao ship khoảng 5 con hỗ trợ cho khách hàng thôi. Đấy, nên là bác nào quan tâm, bác nào đang yêu thích cái dòng đẩy sử dụng mạch là A này thì liên hệ ngay với X7 luôn. Và cái dòng đẩy này thì em nói thật sự các bác là không có gì để phải lăn tăn ở cái dòng đẩy này rồi. Và em vẫn bảo hành cho tất cả các bác 3 tháng 1 đổi 1 nếu như lỗi công suất của bên nhà bên cửa hàng các bác nhá. Các bác cứ yên tâm. Các bác lưu ý nhá. Không bảo hành nguồn. Ok nhá. Ví dụ như các bác mà chơi chập điện, cháy điện thì cái nguồn này không bao giờ được bảo hành. Và tất không riêng gì cửa hàng của X7 và tất cả những cái đơn vị họ đang bán không có chỗ nào nó bảo hành cái cục nguồn này cho tất cả bác hết. Nên là các bác phải để ý cái nguồn điện nhà mình nhá. Còn với những cái dòng công suất mà lỗi công suất bên em đổi 1 đổi 1 cho tất cả các bác luôn. Ok nhá. Bác nào đang quan tâm yêu thích các dòng đợi liên hệ ngay với X7 theo số điện thoại 0919157314 các bác nhé. Số điện thoại mình ghi phía dưới màn hình. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Nếu các bác thấy video hay và ý nghĩa trong xin một like, một nút đăng ký kênh để có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả các bác. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả các bác.